Cậu nhóc này tuy là con nhà nghèo nhưng tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi. Việc tiêu tiền đối với nhóc đúng thật là quá đau đầu vì nhiều tiền. Ngày hôm nay chưa xong mà đã phải lo cho ngày mai làm sao để hết được tiền. Cơ mà nhà nó nghèo như vậy thì sao lắm tiền thế, chả nhẽ do ăn cắp tiền phụ huynh hay là đi cướp đây. Tất cả cơ duyên cũng đều đến từ tấm sách này, thứ mà cả đời nhóc chỉ thấy một lần và có lẽ sẽ là lần duy nhất. Chỉ vì người đưa cho cậu ta là một tên trùm xã hội đen chuyên giết người cướp của. Đây là Mike, năm nay chỉ mới 10 tuổi, cậu sống cùng bố mẹ và hai người anh trai. Bố mẹ nhóc chỉ là những người lao động phổ thông lúc nào cũng bận rộn chật vật kiếm tiền để nuôi dạy ba quý tử. Còn hai anh trai suốt ngày ức hiếp Mike xem cậu như một trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi, điều đó khiến cậu bé ngày càng lạc lõng cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Cậu luôn có một ước mơ thầm kín, một ngày nào đó có thể tự mình mua được một căn nhà thật to để không phải sống trong mái nhà thiếu tình yêu thương này nữa. Ngày nọ Mike hào hứng nhận lời mời tham gia buổi tiệc sinh nhật của một cậu bạn cùng lớp, buổi tiệc được tổ chức tại một công viên giải trí rất lớn với nhiều trò chơi hấp dẫn. Mặc dù được mời tham dự nhưng Mike lại không được các bạn khác chào đón vì biết cậu chỉ có vài đồng lẻ trong túi. Khi mọi đứa trẻ khác chơi đủ các trò chơi cảm giác mạnh trong công viên thì cậu chỉ có đủ tiền ngồi chiếc đu quay cả tàng. Nhóc đứng một mình ăn cây kẹo bông gòn trong khi bị các bạn cười nhạo khiến cậu bé thủ thân cậu buồn bã nghĩ tại sao mình lại bị xem thường như vậy. Liệu rằng tiền bạc quan trọng đến thế sao? Nếu như có tiền chắc hẳn cuộc sống cậu cũng sẽ thay đổi. Một sáng nọ trong lúc đang ăn, Mike nhận được một tấm séc của bà ngoại gửi tới để mừng sinh nhật cậu. Cậu bé thầm nghĩ cơ hội làm giàu đổi đời đã tới, nhưng chưa vui mừng bao lâu thì ông bố đã ghi ngay vào tấm séc đúng 11 đô lẻ vì nghĩ cu cậu còn quá nhỏ để xài tiền. Lại còn sợ cậu lấy tiền nạp Free Fire thì khổ nên ông chỉ cho chừng ấy để con ăn vặt linh tinh. Mike ấm ức nhưng cũng không thể làm gì hơn vì bố đã ghi vào rồi. Giờ tuy đã có tiền nhưng cậu vẫn nhất quyết không xài đến nó mà đem đến ngân hàng gửi tiết kiệm chuẩn bị cho kế hoạch mua nhà trong tương lai. Nghĩ là làm. Thế là cậu cầm tờ chi phiếu 11 đô đến ngân hàng làm thủ tục nhưng khi vừa bước chân vào liền bị một nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp thu hút. Nữ nhân viên nhẹ nhàng giải thích với Mike rằng muốn mở tài khoản ngân hàng cần ít nhất là 200 đô. Nghe vậy cậu nhóc đành tỏ ra thất vọng rồi buồn bã trở về nhà. Nhưng chưa kịp quay xe thì cậu bị một tên nhóc phi tới nháy mất tờ chi phiếu mà không hề có một động tác thừa nào cả. Mike vội vàng phóng xích thố đuổi theo rất gai cấn, do di chuyển với tốc độ cao mà xích thố lại có tuổi nên không chịu nổi nữa, cứ thế nó mất lái khiến cậu ngã sấp mặt. Đã nghèo lại còn xui nên trong cái rủi có cái đen vãi cả lồng. Ngay sau đó một chiếc ô tô lùi tới cán nát con xích thố yêu quý của cậu bé. Mọi người xung quanh hiếu kỳ đến xem có chuyện gì thì người đàn ông trên xe ô tô bước xuống. Ông ta vì không muốn làm náo loạn cả con đường nên nhanh chóng bồi thường chi phí để sửa xe đạp cho cậu bé. Tuy nhiên khi chỉ mới ký tên trong tấm séc chưa kịp ghi số tiền bồi thường thì bất ngờ xe cảnh sát giao thông tuần tra tới hiện trường. Lo lắng dự có điều chẳng lành nên gã vội vàng dúi tờ chi phiếu không có mệnh giá cho Mike rồi leo lên xe phóng mất hút. Hóa ra người đàn ông hói từng là một tên tội phạm khét tiếng, hắn ta đã thành công trộm 1 triệu đô. Sau đó thay đổi danh tính và gửi số tiền vào ngân hàng để rửa tiền với suy nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hắn đã cấu kết với lão giám đốc ngân hàng hứa sẽ trả hoa hồng cho lão nếu như giữ bí mật và giữ số tiền hộ. Ngoài ra hắn còn kỹ lưỡng dặn dò lão giám đốc chỉ chuyển tất cả số tiền khi có người cầm tờ séc 1 triệu đô tới nhận. Vì thế lúc cảnh sát ập đến do không muốn làm lớn chuyện để lộ thân phận nên hắn mới giật mình rồi vội vàng cong đuôi bỏ chạy như vậy. Mike trở về nhà nhưng lại không đem chuyện này nói với ai. Cậu biết tin bố mẹ sẽ đi công tác ít ngày tới còn mình sẽ phải ở nhà chịu trận với hai ông anh trời đánh. Chỉ nghĩ đến thế đã làm cậu bé tức giận vì dù gì cũng sắp đến sinh nhật của mình mà không ai trong gia đình thèm quan tâm hỏi han đến cậu. Trở về phòng Mike lấy tờ chi phiếu mà mình được người đàn ông lạ mặt đền bù lúc sáng ra xem. Cầm tấm séc trên tay đang loay hoay không biết phải làm thế nào thì cậu nhớ tới cảnh bố đã viết vào đó một con số bất kỳ thì lập tức sẽ được quy đổi ra tiền thật. Thế là cậu bé quyết định tự mình điền một con số vào đó. Ban đầu thì cậu chỉ định điền 200 đô đủ để mở một tài khoản tiết kiệm nhưng khi suy nghĩ lại như thế biết bao giờ mới giàu được. Cậu liền viết luôn 1 triệu đô tròn chỉnh không suy nghĩ thêm. Đúng là làm giàu không khó, nghĩ tới cảnh sắp hoàn thành ước mơ trở thành đại gia khiến cậu bé vui mừng hạnh phúc ôm tờ chi phiếu đánh một giấc ngon lành. Mọi người có thể nghĩ là 1 triệu đô có thể không nhiều, nhưng đây là 1 triệu đô của vài chục năm về trước nên đây là một con số khổng lồ. Ngày hôm sau Mike hí hửng cầm tờ chi phiếu đi đến ngân hàng rút tiền. Bà béo to mắt ngạc nhiên vì số tiền quá lớn vượt qua khỏi thẩm quyền nên không thể tự quyết định mà đành dẫn cậu bé đến gặp giám đốc ngân hàng. Lão giám đốc vừa nhìn tấm séc cũng không thể tin vào mắt mình, đúng là tấm chi phiếu đó khớp với chữ ký của gã hói nên tấm séc này hoàn toàn có giá trị. Sau một hồi đắn đo ông liền nghĩ rằng đây chắc hẳn là người mà gã hói cử đến để lấy tiền. Thế là lão giám đốc không nói thêm lời nào liền bỏ toàn bộ số tiền vào trong ba lô đưa cho Mike, cậu vội vàng trở về nhà nhảy nhót trên giường với đống tiền trong vui sướng. Sau đó cậu dùng máy tính lập một tài khoản với cái tên giả rồi dùng nó để đăng ký mua một tòa lâu đài khổng lồ. Mike thơ ngây hoàn toàn không biết số tiền mà mình vừa lấy được từ ngân hàng là của một tên tội phạm khét tiếng.
phía ngân hàng sau khi cậu bé rời đi, người đến lấy tiền của tên tội phạm mới thật sự được phái đến, nhưng lúc này chỉ còn mỗi cái nịt. Cả nhóm mới tá hỏa nhận ra sự thật, giám đốc đã đưa tiền cho nhầm người. Số tiền 1 triệu đô đã bị một thằng nhóc nẫng tay trên khiến gã hói vô cùng tức giận. Hắn uy hiếp ra lệnh cho lão giám đốc phải ngay lập tức điều tra ra vị trí của đứa trẻ đã lấy số tiền đó. Khi bố mẹ vừa lên đường công tác thì Mike liền nở nụ cười đắc chí rồi nhanh chân đem theo ba lô leo cửa sổ ra khỏi nhà. Mặc dù là một đứa trẻ nhưng độ chịu chơi của cậu khiến các đại gia khác cũng phải nghiêng mình kính nể. Zinker cũng đã có rồi, xe hơi cũng không thể không có, nên cậu đã tự tậu luôn cho mình một chiếc xe tổng thống. Đó một chiếc xe Cadillac đời mới sang trọng, còn thuê cả tài xế chuyên nghiệp để chở cậu đi vi vu phố phường. Tiền nhiều để làm gì, mang xuống âm phủ có tiêu được đâu. Mọi người đều nghĩ người nghèo sau khi có tiền đều có tâm lý tiêu tiền hoang phí. Mike cũng không ngoại lệ khi mua đồ không cần phải tốt mà chỉ cần phải đắt nhất. Vì vậy cậu đến một trung tâm thương mại gần đó và bắt đầu chi tiền mua sắm không thèm nhìn giá, từ quần áo, giày dép, trò chơi điện tử cho đến một thùng kem khổng lồ để ăn cho thỏa thích. Chú tài xế thắc mắc tại sao một cậu bé lại có nhiều tiền như vậy. Cậu chỉ khiêm tốn trả lời rằng nhà mình không có gì ngoài tiền, công việc hàng ngày của cậu là nghĩ cách để tiêu tiền. Nghe thì có vẻ rất vô lý nhưng lại rất thuyết phục nên chú tài xế tin sái cổ lời cậu bé mà không nghĩ ngợi gì thêm. Vì đại gia có tiền nói gì mà chẳng đúng, tí có khi nó lại bo thêm cho vài ngàn đô xài chơi thì ấm. Hôm sau Mike bắt đầu kế hoạch thiết kế lại tòa lâu đài của mình. Cậu định biến nơi này thành một khu vui chơi giải trí khổng lồ để đỡ phải rút từng xu lẻ mua vé như trước đây. Trong lúc đang chỉ huy mọi người làm việc thì bố của cậu lại đi ngang qua. Ông là một nhà báo và được cử đến đây để lấy thông tin về chủ nhân mới của tòa lâu đài. Nhìn thấy con trai có mặt ở đây khiến ông vô cùng ngạc nhiên. Cậu bé nhanh trí nói dối với bố rằng chủ nhà đã đi công tác xa nhà nên giao cho cậu trông coi tòa lâu đài. Ông nghi ngờ gặng hỏi con trai đã quen biết người đàn ông đó như thế nào, nhưng cậu không nói gì, chỉ bảo là ông ấy vô cùng yêu quý và coi cậu như con trai ruột. Cùng lúc đó, chị nhân viên xinh đẹp cũng đã để ý đến Mike. Vốn dĩ cô nhân viên ngân hàng ấy thực ra chính là một đặc vụ FBI đang điều tra các vụ án rửa tiền ở ngân hàng. Vì nghi ngờ số tiền khổng lồ mà ông chủ lâu đài bỏ ra có liên quan đến hoạt động rửa tiền phạm pháp nên cô nàng được cử đến điều tra. Cô nghi ngờ rằng cậu bé Mike này cũng có liên quan đến vụ rửa tiền, bằng không sẽ không có nhiều tiền như vậy. Còn Mike thì vẫn không hề biết thân phận thật sự của chị gái xinh đẹp này. Dù bị người đẹp dò hỏi nhưng cậu rất tỉnh táo, chỉ giải thích rằng bản thân đang làm việc thay cho ông chủ và ông ấy đã đi công tác xa không hẹn ngày về. Trong lúc trò chuyện, Mike đã say nắng trước vẻ đẹp hút hồn của cô nàng đặc vụ. Vì vậy khi cô nàng muốn rủ cậu đi ăn tối để moi thông tin thì cậu ngay lập tức gật đầu đồng ý. Có chết cũng không hết dạy gái mà, đúng là các cụ dạy cấm có sai câu nào, mật ngọt thì chết rồi. Mike chọn cho mình một bộ vest lịch lãm đến nhà hàng để chinh phục người đẹp như một quý ông trưởng thành thực thụ. Cậu ga lăng kéo ghế ra mời cô nàng ngồi xuống, sau đó còn gây ấn tượng mạnh khi tặng cho cô một sợi dây chuyền rất giá trị. Tuy nhiên cái số đen đủi vẫn chưa chịu buông tha Mike. Trong lúc đang chém gió tán bà chị thì cậu lại té ghế khiến cả bàn thức ăn đổ vào người. Thế là buổi tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh cùng người đẹp đã thất bại. Mike cùng chị gái xinh đẹp quyết định đi ăn hamburger rồi ra công viên nghịch nước. Ở đó hai người đã chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Cùng lúc đó đám người của gã hói cũng đi đến khu công viên vui chơi. Chúng vô tình nhìn thấy và đuổi theo cậu bé. Mike cũng trông thấy bọn họ kịp thời rồi liền kéo cô nàng đặc vụ chạy lên xe. Lúc ở trên xe cậu bé nói với cô rằng mấy hôm nữa cậu tổ chức một buổi tiệc sinh nhật và muốn mời cô đến dự. Vì muốn tìm hiểu thêm thông tin về vụ rửa tiền nên cô nàng cũng liền đồng ý. Hôm sau đám người của gã hói sau khi phát hiện ra cậu bé liền đuổi theo nhưng lại tiếp tục mất dấu Mike. Cả bọn đang cay cú thì chúng tìm được một người bạn của cậu bé. Sau khi đe dọa đứa nhóc thì bọn chúng đã lấy được thông tin vị trí tòa lâu đài của nhân vật chính. Buổi tiệc sinh nhật được tổ chức rất hoành tráng và lộng lẫy. Quan khách đến tham dự sinh nhật của Mike rất đông. Không những vậy họ còn mang rất nhiều quà cáp đến để lấy lòng chủ nhân tòa lâu đài. Không khí của bữa tiệc rất náo nhiệt và vui vẻ nhưng cậu bé dần nhận ra mọi người đến đây không phải vì quan tâm đến mình mà vì ông chủ giàu có. Đang trong bữa tiệc thì người của tổ chức bất ngờ tìm tới bắt cậu phải thanh toán gấp chi phí cho bữa tiệc. Mike hốt hoảng quay về phòng mình vội vàng kiểm tra tài khoản, không ngờ số tiền 1 triệu đô đã bị mình đốt hết chỉ trong vòng vài ngày. Nó chỉ vỏn vẹn còn lại đúng cái nịt của thầy huấn hoa hòe, mà chi phí của buổi sinh nhật tối nay lại quá lớn không thể chi trả nổi. Đang hoang mang không biết phải làm gì thì đúng lúc này bố của Mike tìm đến. Bố cậu nghĩ rằng người ngồi sau chiếc ghế quay lưng lại chính là ông chủ. Ông ngỏ lời với ông chủ hôm nay là sinh nhật của con trai, người bố hy vọng rằng Mike có thể sớm trở về nhà cùng gia đình. Ông còn nói rằng thật ra phương pháp ông dạy con quả thực có phần cứng nhắc, mình luôn để ý đến chuyện tiền nong mà không thực sự quan tâm đến cảm xúc cậu bé như thế nào. Mike nghe những lời bố mình nói xong liền xúc động bật khóc, thật ra cậu không phải là thiếu tiền và cần tiền để vui chơi như bạn bè. Điều cậu thiếu thật sự đó chính là tình cảm ấm áp cùng sự quan tâm từ gia đình. Đợi đến lúc Mike chạy đuổi theo ra ngoài để giải thích thì bố cậu đã rời đi rồi.
Người của tổ chức thấy rằng không lấy được tiền liền ở trước mặt mọi người mà tố cáo chửi mắng cậu bé rồi rời đi. Cậu cũng thừa nhận với mọi người rằng ông chủ thật sự của tòa lâu đài đã phá sản. Sau khi nghe xong, đám người nhố nhăng kéo nhau ra về cũng không quên lấy lại quà. Khi mọi người vừa rời đi thì gã hói cùng đồng bọn đã tìm đến. Mike nói với gã hói rằng cậu đã tiêu hết số tiền đó trong vòng vài ngày vừa rồi khiến hắn sôi máu. Số tiền mà mình đã chảy ra chóc vẩy mới lấy được lại bị một thằng nhóc tiêu xài hoang phí như thế. Hắn nhất định không tin những gì Mike nói. Gã tiếp tục tra hỏi về số tiền nhưng trong lúc mất cảnh giác thì cậu bé đã nhanh chân chạy thoát. Vì am hiểu địa hình của tòa lâu đài nên cậu đã may mắn trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đám người xấu. Lợi dụng lúc tên béo vào phòng xem phim, cậu từ trên cao hạ xuống đầu ông ta cùng mô hình 3D khiến lão biến thành gã hề rồi bỏ chạy. Tiếp theo cậu dụ anh da đen vào một chiếc lồng đóng cửa rồi nhốt hắn trong đó, sau đó bật công tắc bắn bể con chim non bé nhỏ của anh da đen. Nghe thấy tiếng đồng bọn kêu cứu, gã hói tìm đến thì đã bị cậu bé mai phục sẵn trên cây lao xuống đánh vỡ giao diện đẹp trai của hắn. Sau đó cậu còn dùng xe điện vừa tậu được đâm mạnh đẩy hắn xuống hồ bơi tắm rửa cho mát. Làm gì mà nóng vậy anh trai, xuống đây cho hạ hỏa bớt này. Tuy nhiên khi thấy gã hói nằm im bất động dưới nước khá lâu, Mike bèn tiến lại xem hắn đã về gặp ông bà hay chưa thì bất ngờ hắn tóm lấy tay cậu, hai tên còn lại cũng xông vào khống chế cậu bé. Cả ba đang chuẩn bị ra tay thì đúng lúc đó cô nàng đặc vụ xinh đẹp dẫn theo một đám người ập tới kịp thời giải cứu. Qua quá trình điều tra họ đã phát hiện ra hành vi phạm tội của lão giám đốc ngân hàng cùng với bọn siêu trộm khét tiếng. Không còn gì để chối cãi nên cả ba được cảnh sát tặng cho ba chiếc vòng tay thép không gì cực thời thượng hình số 8. Đi kèm là suốt bao ăn ở ngủ nghỉ vĩnh viễn và về thăm nhà vào các ngày rằm đầu tháng. Sau đó Mike cùng bố trở về nhà thì đã thấy mẹ và hai anh trai đều đang đợi mình khiến cậu vô cùng xúc động. Họ chuẩn bị bánh kem cùng quà để mừng sinh nhật cậu em út. Trong giây phút này cậu bé cảm thấy rằng mình thật sự rất hạnh phúc, cảm giác được ở bên cạnh người thân hạnh phúc hơn rất nhiều so với có được 1 triệu đô. Thật ra tiền tuy có quan trọng đối với đại đa số mọi người nhưng đối với những đứa trẻ đó chỉ là những tờ giấy không hơn không kém. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta thực ra chính là sự yêu thương, quan tâm giản đơn từ người thân trong gia đình. Cơ mà không có tiền thì cũng buồn thật đấy, mà nhiều tiền quá thì cũng hóa chuyện. Thế nên là hết Tết rồi mọi người cũng nên tránh xa các trò đỏ đen may rủi đi nhá, ăn thì ít mà họa thì nhiều. Chúc mọi người đầu xuân năm mới thật nhiều may mắn trong cuộc sống và luôn ủng hộ chúng mình.